khai trương rộn ràng, hàng ngàn quà tặng tại Bách Hóa Mẹ và Bé Sun Baby 2. Sun Baby 2, Bách Hóa tổng hợp Mẹ và Bé xin kính chào quý khách. Kính mời quý khách hàng, bà con cô bác tới tham quan, mua sắm tại Sun Baby 2, địa chỉ quốc lộ 13, thị trấn Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước. Sun Baby 2 đa dạng về sản phẩm, thời trang cho bé, chọn gói sơ sinh, đồ chơi mẫu mã đa dạng, chăm sóc bé toàn diện từ lúc mang bầu đến khi bé lớn. Sữa bỉm nội ngoại nhập, Bách Hóa tổng hợp, tưng bừng khai trương, ngập tràn khuyến mại, thời gian từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 11 năm 2023. Sun Baby 2 xin gửi tới quý khách chương trình khuyến mại, bốc thăm trúng thưởng 100% có quà, cùng gian hàng đồng giá chỉ 1.000 đồng, giảm 15% cho lần mua hàng thứ hai, cùng chương trình tích điểm đổi quà dành cho khách hàng thân quen. Với tiêu chí 3 tốt, chất lượng tốt nhất, dịch vụ tốt nhất, giá cả tốt nhất, Sun Baby 2 cam kết sẽ lựa chọn sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất, xuất xứ rõ ràng để phục vụ các mẹ tại cửa hàng. Khách hàng đến với Sun Baby 2 luôn được hưởng chính sách ưu đãi, hưởng đầy đủ chương trình khuyến mại hấp dẫn của hãng, liên tục được tham dự các chương trình bốc thăm may mắn. Bách Hóa Mẹ và Bé Sun Baby 2, địa chỉ quốc lộ 13, thị trấn Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước. Số điện thoại 039 3377 168 hoặc 088 6688 239. Xin hân hạnh được đón tiếp quý khách. Trường rộn ràng, hàng ngàn quà tặng tại Bách Hóa Mẹ và Bé Sun Baby 2. Sun Baby 2, Bách Hóa tổng hợp Mẹ và Bé xin kính chào quý khách. Kính mời quý khách hàng, bà con cô bác tới tham quan, mua sắm tại Sun Baby 2, địa chỉ quốc lộ 13, thị trấn Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước. Sun Baby 2 đa dạng về sản phẩm, thời trang cho bé, chọn gói sơ sinh, đồ chơi mẫu mã đa dạng, chăm sóc bé toàn diện từ lúc mang bầu đến khi bé lớn. Sữa bỉm nội ngoại nhập, Bách Hóa tổng hợp, tưng bừng khai trương, ngập tràn khuyến mại, thời gian từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 11 năm 2023. Sun Baby 2 xin gửi tới quý khách chương trình khuyến mại, bốc thăm trúng thưởng 100% có quà, cùng gian hàng đồng giá chỉ 1.000 đồng, giảm 15% cho lần mua hàng thứ hai, cùng chương trình tích điểm đổi quà dành cho khách hàng thân quen. Với tiêu chí 3 tốt, chất lượng tốt nhất, dịch vụ tốt nhất, giá cả tốt nhất, Sun Baby 2 cam kết sẽ lựa chọn sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất, xuất xứ rõ ràng để phục vụ các mẹ tại cửa hàng. Khách hàng đến với Sun Baby 2 luôn được hưởng chính sách ưu đãi, hưởng đầy đủ chương trình khuyến mại hấp dẫn của hãng, liên tục được tham dự các chương trình bốc thăm may mắn. Bách Hóa Mẹ và Bé Sun Baby 2, địa chỉ quốc lộ 13, thị trấn Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước. Số điện thoại 039 3377 168 hoặc 088 6688 239. Xin hân hạnh được đón tiếp quý khách. Trường rộn ràng, hàng ngàn quà tặng tại Bách Hóa Mẹ và Bé Sun Baby 2. Sun Baby 2, Bách Hóa tổng hợp Mẹ và Bé xin kính chào quý khách. Kính mời quý khách hàng, bà con cô bác tới tham quan, mua sắm tại Sun Baby 2, địa chỉ quốc lộ 13, thị trấn Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước. Sun Baby 2 đa dạng về sản phẩm, thời trang cho bé, chọn gói sơ sinh, đồ chơi mẫu mã đa dạng, chăm sóc bé toàn diện từ lúc mang bầu đến khi bé lớn. Sữa bỉm nội ngoại nhập, Bách Hóa tổng hợp, tưng bừng khai trương, ngập tràn khuyến mại, thời gian từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 11 năm 2023. Sun Baby 2 xin gửi tới quý khách chương trình khuyến mại, bốc thăm trúng thưởng 100% có quà, cùng gian hàng đồng giá chỉ 1.000 đồng, giảm 15% cho lần mua hàng thứ hai, cùng chương trình tích điểm đổi quà dành cho khách hàng thân quen. Với tiêu chí 3 tốt, chất lượng tốt nhất, dịch vụ tốt nhất, giá cả.